Xin thân mến chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube của mình. Hôm nay không chơi bên đường bộ nữa mà chuyển sang chơi đường thủy các bạn. Hiện tại thì mình đang có mặt tại một con sông. Sông này là sông Hoàng Long, thuộc địa bàn huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình các bạn nhé. Đấy. À, bên trên kia là đê các bạn. Cái khúc này là thuộc mép bờ sông. Công việc của bác Tài ngày hôm nay là đang đi phá cái mố của cái tổ khác các bạn. Đây, đây là những cái nhà thu nhỏ hay còn gọi là cái mố của cái cổng tháp. Cái này toàn bộ lực đổ bằng bê tông cốt thép rất là dày và mát cao các bạn. Lúc trước ở đây thì có một con cầu tự hành, cầu cát từ dưới cái sông Hoàng Long này vứt lên trên bờ. Đây là một cái bãi được xây dựng ở sát cách đây các bạn. Thì bây giờ bên công trình họ thi công cái phần cảng ở đây. Đấy, họ xây dựng cái cảng to hơn ở đây nên là cần phải loại bỏ cái trụ tháp này đi để thay vào đó là một con đường dọc bên cạnh và họ xây dựng một cái to hơn, sầm uất hơn các bạn. Kế bên là một con Komatsu PC120-6 các bạn ạ. Đấy, con này thì đang có nhiệm vụ là làm một cái đường trải dài sát mép của cái bờ sông. Đấy, bên này là cảng này. Sau này ở đây là toàn bộ là một cảng rất là lớn để vận chuyển và khai thác ở đây các bạn. Như mình có nói rồi, kia là một cái trụ cái mố của cầu tháp nên là nó rất là chắc, toàn bộ được đổ bằng bê tông cốt thép mát rất là cao ạ. Bây giờ cái con 120 này thì nó là con búa, thì khi gặp cái đấy thì không phá được nên bắt buộc phải gọi con 120 của anh búa của chúng ta từ đây để phá rất là chậm. Đấy, ngâm muối như thế này mà còn chưa vỡ nổi đấy. Phá vậy còn không vỡ được như chi là con 120. Đồng hành cùng ngày hôm nay là vẫn là anh Hòa của chúng ta, một thanh niên chuyên đi phá chương trình. Đấy, nổ rồi. Cái này không khác gì một cái nhà bếp nhỏ nhỏ các bạn nhé. À, bữa nay là sự phối hợp của con DX140 và con Komatsu. Con xích này thì chỉ chạy quanh cái bờ bao này để san đất ven của mép bờ sông. Con kia thì tiến hành đục để phá vỡ toàn bộ cái phần bê tông đi ạ. Đấy, đoạn sắp thi 18-20 thôi. Phần bên này đê thì bên này các bạn nhé thì nó thuộc huyện Gia Viễn. Đấy, cách bỏ qua sông Hoàng Long này sang bên kia thì thuộc địa bàn huyện của Nho Quan. Đấy, tức là anh ở đầu sông, em cuối sông, nó uống chung dòng nước đấy. Bình thường ấy thì khi mà mùa mưa lũ tới gọi nha, đây là cái đê này, đê này là đê cao, đê ở quốc gia. Thì cái phần ở bên trong đê này, nhà mình ở bên cái phần trong đê này thì nó sẽ không ảnh hưởng gì. Nhưng mà mỗi trận lũ lớn về thì cái phần bên này, bên kia cả, bên nó thuộc Nho Quan, nước ngập tới có khi đến hết cái tầng 1 của cái nhà đang trắng này rồi. Nhưng mà cũng đã rất lâu lắm rồi thì mình cũng không chứng kiến được cái những
lớn nào nữa. Như kiểu là lũ thì nó sẽ về theo từng đợt và về theo từng năm ấy, trong đó khoảng tầm 8 năm hay 10 năm thì nó mới lặp lại lịch sử lũ một lần. Đây là một cái đường sông chính, sông Hoàng Long cũng rất là lớn. Bình thường thì lượng tàu thuyền đi qua đây cũng khá là đông, nên là bây giờ là bên công trình họ muốn mở một cái cảng ở đây để làm thương mại các bạn, ví dụ như là nhập cát đá, xi măng hay là than chẳng hạn. Nói chung là họ làm gì thì mình cũng chưa có nắm được, mình chỉ biết là ở đây là đang mở sắp mở cái cảng to, cái con kia thì đang làm đường, còn con này cũng như này chỉ là hỗ trợ thôi, thì phá sập cái tòa nhà bê tông kia xuống. Rất là khoai các bạn. Thì các bạn biết rồi là những cái phần cụ của tổng tháp thì bao giờ nó cũng đổ rất là chắc. Chắc như vậy thì cả một con cẩu đứng lên nó mới vững vàng khi làm việc được. Bắn cái này ra cũng được đúng sát rồi. Con thì nằm ở bên trên, con này nằm ở bên dưới. Ta đang tiếp tục đục những cái phần đầm bê tông ra, trước lấy sắt này. Cái này phải đục các bạn nha, kìm quả này cái dầm nó quá to nên là không có thể cho cái mồm ở đây để ngoạm được. Chiếc này chắc là đến giờ nghỉ rồi, đang làm đường để leo lên các bạn. Đấy, chắc là khả năng là leo lên để nghỉ rồi. Còn kia thì phải đục cho xong trong buồng chiều ngày hôm nay. Leo lên bờ luôn. Một tí thôi là phải chui vào ạ nha. Phần kia là con máy chỉ cần vừa sang ra đấy là lún luôn đấy. Bây giờ thì vào tầm chiều tối rồi. Chiếc 120 này sau khi đã sang cái phần đất ở lề ven sông thì bây giờ con này sẽ bò vào trong cái phần lán chạy để đậu nghỉ các bạn này. Máy công ty thì thông thường làm tầm hết giờ là nghỉ rồi. Còn chiếc này thì phải tiếp tục đục xong cái trụ của cái mố cầu tháp này. Và tại chúng ta đang ăn các cột trước, 3 cột đằng trước và 3 cột đằng sau. Luôn.
Bình thường như nếu cái này là một cái nhà thì chỉ dăm ba phát là sập tan tành mới khó rồi các bạn. Ở đây nó lại là một cái mố, một cái trụ của cái cầu nên là rất là chắc, toàn bằng bộ bằng bê tông cốt thép rất là dày. Đây, đứng từ góc này các bạn có thể nhìn thấy là nó quá là dày đúng không? Không khác gì những cái lô cốt của Mỹ ngày xưa. Cái sông này là chảy dài lắm các bạn nha. Sông này nó đi xuyên tỉnh luôn, rất là dài. Đây là đang ở cái huyện này. Sông này nó chảy thẳng ra tỉnh này. À, điểm đầu ở đâu và điểm cuối ở đâu thì mình cũng chưa có tìm hiểu. Cái này chắc phải Google thôi. Tiếc là khi mà phá cái này thì máy chỉ gọi là phá sập cho họ thôi các bạn nha. Tắt bên họ lấy được mình cũng không được chủ. Đang yêu cầu là phá bằng cái mặt đất ở bên dưới này, cái nền đất mà bằng cái cốt mà đang làm đường đấy. Tại chúng ta đang ăn cột trước rồi đến ăn cái phần mái sau. Trên đê kia thì là buổi chiều người ta đang đi thể dục rất là đông các bạn. Phần bên kia sông các bạn, ở phía xa xa các bạn trong chỗ cái ngôi nhà màu trắng ấy kìa, thanh niên đang tắm này.
đang tắm này. Trời thì đã vào xế chiều, mặt trời cũng bắt đầu lặn rồi các bạn này. Đây, cũng rất là vất vả, bác tài chúng ta đã hạ được một cái mái và ba cái cột phía đằng trước xuống rồi. Đây, duy nhất là chỉ còn ba cái cột phía sau, chỉ đôi ba nhát nữa thôi là cũng đã rút rồi. Đấy, dừng lại rồi. 1 phút 30 giây nữa là sập đó. Rồi, sập hoàn toàn rồi các bạn này. Đấy, bây giờ thì bác sẽ đục lại nốt cái phần cái cột cuối cùng kia, rồi bắt đầu sẽ ăn nốt cái gầm ngang xuống dưới nữa là xong, để trả cái mặt bằng cho đơn vị công trình họ thi công nốt cái đường bờ bao xung quanh cái lòng sông này các bạn nha. Video của mình ngày hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần tiếp theo.